Here we go. Let's fight our way into their world. Chúng ta quay trở lại với sao hỏa rất là nóng bức và cộc cằn ở đây. Hầu như bạn thấy là không thấy có một bóng dáng cây cối gì có thể sinh nở nhiều. Toàn những cây mà cũng đã muốn chết khô rồi. Hay nhưng mà thôi kệ. Không biết là mình lên nóc được. Ôi. Tưởng chạy lên đó được luôn chứ. Nên ngờ đẩy mình xuống lại. Cái này là game vụ áp chót của cái game này rồi. Game gốc nha. Là nhiệm vụ gần áp chót rồi. Bây giờ kẹt cứng rồi. Loading. À nó đang loading. This hay lắm. Ồ đỉnh vờ lờ. Hay vờ lờ. Nhiều pha là mình cũng không ngờ nữa. Nãy nó loading là loading cái map á, để cho mình thể lên được. Mà đây thì hình như phải đi bộ lên thôi. Mà nói chứ mình cũng lười đi bộ lắm. Đi lên rồi qua được khúc đó xong mình gọi xe đi tiếp. Cho tiện đúng không? Chứ đi gió nhanh đường cũng xa mà. Chứ đâu cần thiết phải đi bộ hoài. Có xe để làm cái gì đúng không? Ok. Biết mình đi đúng đường chứ nữa. Đoán gì rác dữ vậy trời. Chắc đúng rồi nè. Vô cái hầm này mình nghĩ là đúng rồi nè. Chắc có gì dưới này mới kìm vô. Chúng ta phải bỏ qua cái đống kia và chúng ta đi thẳng ở đây tại nhiệm vụ thôi mà. Không nhất thiết phải đi hết. Ở đây là không nhất thiết phải đánh hết cái kiểu chúng ta vẫn có thể đi thoải mái bình thường. Tại cái khúc nhiệm vụ nó nằm tuốt đằng kia lắm. Hay lắm, hay lắm. Bá bắn mình xịt gần hết máu luôn ở đâu chứ. Ở đây chúng ta tới rồi đây. Let's try that terminal. Oh shit man. What the fuck? Cái con nó to thiệt luôn á. Ôi. Nó bắn cái mình cũng bay sạch máu tiếp. Để kiếm gì để bắn cho hải dạ coi. Tưởng nó mém chết luôn rồi chứ. Con kia nó bự quá nó chưởng phát mình văng xuống lại. Nó còn cầm cái số nồng nữa chứ mới ngầu chứ. Đỉnh thiệt. Nhìn nó cầm cái cây đó mình hoảng hồn rồi chứ nãy. Đùng một phát hết hồn. Cái quái gì vậy đúng không? It's on the other side of another defense line. Vậy bố. Well, if they didn't already know we're coming, they do Climber mà. Mà có còn không không? Cross the field. Okay, cross the field. Đi qua cái khu vực này luôn. Quái đông vậy nhưng mà chúng ta không cần phải đánh. Cái game này nó là game kiểu MMO FPS. Cũng một thể loại mới lạ nhưng mà nó cũng là MMO. Cày cuốc này nó mang tính chất cày cuốc trong đó nữa. Nhưng mà cũng vì vậy cho nên cái khu vực này là khu vực mà có quái thôi chứ cũng không hẳn là các bạn phải đánh nó. Không nhất thiết phải đánh. Chứ không phải là đi theo nhiệm vụ mà các bạn phải đánh. Con gì nó cắn quầy trời. Rồi cắm spawn là thấy nghi nghi rồi. Cắm spawn là thấy nghi nghi rồi. Feels like a trap. Oh shit man, survive the ambush. Chúng ta đã bị phục kích. Ôi, vãi thật. Chúng ta phải sống sót qua cái đống này thôi, tại cũng không quá khó khăn. Ráng sống đi mấy đứa ơi. Quẩy lên đi. Đầu năm mới rồi, xoắn gì nữa. Rồi vậy thôi hả, mình còn tưởng nhiều hơn chứ. Mở cửa được rồi. Hay sao ta. Mình mở hay là nó mở. Mở ra nữa nè. Thôi cho sao nó vẫn chưa thèm mở cửa cho mình. Đó, phải vậy chứ. Mở cửa đi, vẫn chưa mở cửa, giờ nó còn gọi báo động nữa chứ. Ôi, đỉnh thiệt. Dừng chơi.
Mở chưa? Vẫn chưa luôn. Tưởng nó báo động ra vậy thôi chứ. Mày ngồi nó cũng chưa hề mở luôn. Mở đi. Ra tiếp nè. Ra nhiều phiếu quá. Hay lắm bồ. Bé này từ trên trời rơi xuống rất là ngầu và bắn mình lại như một vị thần. Get ready. You know what happens when you know what happens when I open the doors. Ok, cứ mở cửa đi rồi tính tính tiếp. Mặc dù mày nói vậy nhưng mà tao vẫn không biết được gì sẽ xảy ra sau khi tao mở cái cửa đó. Mở đây, ngại gì vết bẩn đúng không? Rồi rồi, thấy gì đó đỏ là thấy nghi nghi rồi. Chúng ta có nên cầm cái này không? Trời, má máu vàng mình cứ tưởng là mình đang còn tính sử dụng Golden Gun nữa. Mà ai ngờ, chờ nó bông cái chết luôn. Lẹ thiệt chứ. Cái đó là ngoài sức tưởng tượng này. Có những con mà nhìn vô cứ tưởng trâu bò nhưng mà rất cool, nó chỉ hướng nào. Hay lắm, game hay lắm. The fuck. Cuối cùng mình chỉ mình qua đây, nhưng mà chạy vô hay là chỉ vô bên đây. The fuck. The fuck. Hay là mấy cái mình xuống dưới đất trời. Nghe em bị gì hết ta. Chứ nghe đi qua đây thử coi. Chắc đi đây chứ làm sao mà đi qua kia được. Đó đó, giờ nó mới hiện nè. Hiện giờ mới đúng rồi. Nó hiện cái đường xa xôi không à. Cho nên cái nó nên chỉ cái đường gần nhất, nó không chỉ, nó lại chỉ cái đường xa xôi. Tức là mình phải đi hướng kia nhưng mà bạn phải qua cái khu bên này. Qua hết cái đường bên này thì bạn mới quẹo qua hướng kia. Nhưng mà lại chỉ thẳng qua kia luôn, bố nào đi cho được. Nhìn vậy sao mà hiểu đúng không? The darkness zone. Capture the spy. Mình cũng biết the spy là cái gì nhưng mà chúng ta phải đi lấy cái đường the spy. Bắt cái the spy lại, chắc là một quả cầu hay cái gì đó. Mình cũng đang không hiểu nghĩa cái the spy là cái gì nên hơi xoắn. Và chúng ta ôi what the fuck. Ủa nó mập ú mà sao nó nhảy ảo vậy. Nó nhảy đúng xa luôn á. Con nó nhảy còn hơn đồ hốt nhảy nữa ba. Đồ hốt tuổi gì. hay lắm. Ồ. Mấy này câu nhận có thi đấu nhảy nhót gì không mà sao nó nhảy cao dữ vậy trời. Phóng từ bên trong kia ra mà mình thấy nể luôn á. Giống như vận động viên vậy. Nhảy phát đúng xa luôn. Mình nhảy cũng áp phê lắm chứ. No, chỗ đây không có hồi sinh được đâu. Cho nó hồi máu cái coi. Con này nó bắn rác quá. Ôi mẹ ơi. Nó còn có hỏa tiễn nữa. Cũng hơi là máu mình trâu á. Các bạn nâng class này rồi bạn sẽ nâng được máu trâu rồi hoặc là chạy nhanh hoặc là hồi máu nhanh ví dụ vậy. Tùy theo cách mà bạn chơi cái con của bạn. Có lẽ mình thích máu vừa đủ rồi hồi cũng vừa đủ chứ đừng kiểu như mà máu thì ít nhưng mà hồi thì nhanh nhưng cũng dễ chết lắm. Hoặc là kiểu như máu thì nhiều nhưng mà hồi chậm. Kiểu như gần hết máu rồi thì bạn cũng không sống sót được lâu, bạn phải chạy rất là nhiều tại vì nó hồi chậm nó kiểu cái nào cũng có. Mình nghĩ là chắc vừa đủ cái hai thì nó sẽ hài hòa hơn, nó hợp lý hơn. Mở cửa đi em. Vẫn, em mở cửa luôn. Hay là mình phải đi xuống dưới ta. Dưới này có đường đi không? Nó, cái đường này mình nó dẫn mình lên đây mà. Làm sao mà đi xuống dưới được nữa. Chắc phải bắn hết cái đám này. Mở cửa được chưa?
vẫn chưa mở luôn. Đỉnh vậy. Dưới này đâu còn gì nữa đâu ta. Ủa hay là còn nữa ta. Xuống dưới hầm như này còn không ta. Không, dưới này đâu có hầm hết gì đâu ta. Vấn đề là sao giờ nhảy lên lại nè. The fuck. Rồi, rip. Để mình tìm đường lên lại cái đã. Hay quá. Nó chỉ đường hay dễ sợ luôn. Như hơn cái chỗ này cho mình lên lại đường nè. Chỗ này mình đi lên nè. Mình sẽ cái cửa nó ngoài nó không mở ta. Không biết mình đánh có đủ hay không hay thiếu cái gì mà nó mà không mở luôn. Chảnh nè, không thể mở. Hay là phải lên lầu luôn. Ờ, hình như lên đây luôn nè. Chỉ đường hay dễ sợ luôn. You handle the carbon, I'll wake the eye. Oh shit nè. Chúng ta sẽ take care cái đám này. Còn trong khi là con ghost của mình sẽ đánh thức the eye. Ok. Đưa một công đưa việc ha. Đưa việc ai nấy lo. There, a conduit to the spire. Get me close. Get me close. Wake the eye, chúng ta phải thức đánh thức the eye. Bỏ vô nè. Vô em, xử lý đi. Anh gánh tim cho. You have no idea what's about to happen. Bạn sẽ không có ý gì về cái chuyện mà sắp xảy ra đâu. Ok, tất nhiên rồi. Tao không biết chuyện gì đang tính xảy ra nữa. Không biết có boss hay gì xuất hiện không nữa. Ok. Minecraft phiên bản Destiny. Yes. Có cái cục gì đây? Cục này nhìn như cái kính hiển như hiển vi ha. Đâm thẳng xuyên qua kia. Yeah, what are we going to do now, man? Sao cục kia mất luôn rồi. Oh shit, man. Nó gọi thủ lĩnh ra nữa nè. Chết hết. Chết luôn. Cái làm đời ai. Ủa đời ai ngay đây mà. À thủ lĩnh chết cái nguyên đám này chết hết. Hay lắm. Má quả nguyên một con vàng qua nó đổ chịu được cái golden gun mà mình lúc nào mình cũng thủ sẵn thêm đạn nổ này nữa. Cái cây này bắn một phát 10.000 mấy đam. Không chết cũng hơi kỳ. Còn cái tàu này lại nó làm cái gì vậy. The eye is charged. It's time to enter the Black Garden and finish this. Let's head for the gate. Ok, chúng ta đã tới có thể nói là nhiệm vụ cuối cùng, The Black Garden. Chúng ta đến tới khu vườn đen tối. Và có vẻ là chuẩn bị đánh boss đây. Cưng tim đây, cưng tim mode on. À, tổ lái này gọi là tổ lái đây. Mà nó bắn lộn như thế nào ghê vậy. Vui vậy. Ờ, à, đi lộn đường rồi ta. Hay là đi vô đây ta. Cái này mình không biết đường đi lắm nha. Cái đường nó chỉ tùm lum lá vậy. Lúc thì chỉ như thế này, nhưng lúc thì chỉ đi như thế kia. Cũng không biết nó phải chỉ đi đâu nữa. Đây hình như đi thế này mà đúng nè. Cái game này nó còn hơi mông lung quá. Không phải hơi nữa mà quá mông lung luôn. Má căng thiệt chứ. Rồi mấy đứa đâu hết rồi. Anh mày đang tới đây. The Black Garden, mình không biết là cái con chùm cuối của mình là như thế nào. Eliminate the target, no thank you. Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, cái đó là nhiệm vụ event bên ngoài thôi. Còn muốn làm hay không là tùy chúng ta thôi. Nhưng bị cái là mình đang làm, bị cái là mình đang làm nhiệm vụ này cho nên không nhất thiết phải dừng lại mà giữa chừng để đi đánh một cái chuyện nhảm nhảm gì được. Chuyện này chuyện đại sự to lớn, trọng đại hơn nhiều. The Giant Bass.
Meridian Bay. Quên, mình rất là tổ lái. Lái like a boss. Né hết. Đường này có đường lên không? Hình như lên đâu được, dốc dữ vậy sao lên. Nó bắn hụt hết trơn luôn rồi. The Vex are going to do everything they can to keep us out of the Black Garden. Oh yeah, man. Oh yeah. Valley of the Kings. Thung lũng của những vị vua. Đỉnh vậy. Oh, gì đây? Kill the gay defender. No problem. Nhưng phải diệt cái tiểu nguyên đám canh cổng. Thấy đó nghi nghi, thấy gì đó nghi nghi. Ôi cái này hút lá đu đủ quá liều nè. Oh shit man. Chúng ta đã vô được cái cổng rồi. Chúng ta hút lá đu đủ nhiều quá rồi. Sao tụi này nó đứng im bất động ghê vậy? Đúng là cái tượng hả? It's not on any map of no space and time. I guess we keep going. Nó không có nằm trong bất kỳ cái hệ không gian nào, cái thời gian nào mà chúng ta không thể nào tìm nó ngoài không gian được. Nhưng mà mình thấy chả có gì biết ngay. Biết thế nào hồi nó cũng mấy cái tượng là mình nghi nghi rồi. Biết ngay là nó thế nào nó cũng hồi sinh, nó đứng dậy sao nó bắn mình chắc luôn. Vừa mới nói một cái chạy ngang qua nó hồi sinh lại. Tại mình thấy cái tượng này mình thấy nghi nghi rồi. Nghi lắm luôn. Không thể cái nào mà mọi chuyện thể êm xuôi như vậy được đúng không? Cho nên lúc nào chúng ta phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Không thể tin tưởng nguyên đám này được. Có liệu gì ra quốc luôn chứ sao lại làm như thế đúng không? Supercharge. Chúng ta chờ nó trong boss. Boss cuối cùng trong cái game này. Ý là trong cái base game chứ không phải là nguyên một cái game này, chúng ta còn mấy cái DLC nữa. Còn dài lắm. Cho nên các bạn cứ việc bình tĩnh, lỡ mà có hết sớm thì chắc chừng 2-3 tập á. Có thể là mình sẽ chia ra tập 2, tập 3 thì có lẽ tập này mình nghĩ chắc cũng tới tập 2, tập 3 là cùng. Là để cho nó coi thoải mái hơn nhiều với lại nó chia một khoảng thời gian hơn, chứ còn một luồng tới mới cái 2-3 tập là đã hết. Mới cái 2 tập đã hết thì thấy mới hơi ảo. Dồn vô một tập nhiều quá cũng không nên đúng không? Nhưng mà mình hay vẫn giữ đúng cái lịch của mình hàng ngày là mỗi ngày đều có một tập cho các bạn coi. Nên các bạn nhớ theo dõi, nhớ vào nhớ bấm là subscribe, ok? Là các bạn sẽ thấy được cập nhật mỗi khi mà mình có clip mới nọ kìa. Clip mới nào. Rồi, chỗ này cấm hồi sinh rồi. Ok, chuẩn bị vô đấu trường sinh lý, ở lộn, đấu trường công lý và vãi cái đấu trường sinh lý. Vãi thật. Ok, vô. Sao này xanh lẹ hết vậy? Một điều chẳng lành có điềm ha. Oh shit man. Oh, nhìn ngầu phết đấy chứ. Mấy một cánh đồng hoa hồng đỏ và một bầy quái đang chờ mình sẵn. Good, 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 good story man. Con này của mình có khả năng tàng hình nữa, nếu mà bạn bật cái ultimate skill nó lên có khả năng tàng hình nữa. Trong thời gian ngắn thôi, nên là tàng hình luôn. Ôi mẹ ơi. Quái gì? Cái này thì ôi sao có đạn dí nữa trời. Wow, căng đét luôn. Xong một bé. Cái này con này chưa phải là boss thôi, mà mới mini boss thôi, nó canh cổng thôi chứ chưa phải là boss. Cho nên từ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Mà nó nguyên cái con nó cũng bự phết đấy chứ. Bắn cũng mệt đạn dễ sợ luôn. Nếu mà làm hết thì kiểu kia nó quá nhanh. Nữa ha. Mình ghét nhất là mấy cái dying mine cái kiểu này nọ.
mình chơi cái Nightfall mình chơi cũng đã quá nhiều và thấy rất là phiền, tại cái boss nó đánh rất là khó. Lúc nào nó cũng có shield, nó giống như cái con mình vừa mới bắn xong rồi. Nó có hai shield hai bên và lúc nào nó cũng che lại và đánh rất là mệt. Còn chưa kể lúc đó hồi đó mình còn level thấp, nó yếu nữa, đánh không lại bên này. Nhưng mà lên tới level cao thì mình cũng phải cẩn trọng hơn nhiều rồi, nhưng mà cái đám này nó còn cái đánh của nó cũng hơi bị phiền. Chúng ta có một cái cổng khác nữa hả? Có vẻ có khá là nhiều cổng ở đây. Đây cái đường ra của The Black Garden nè. Nếu mà bạn chơi iPhone đó, thì nó sẽ đi vô cái hướng này để bạn đi vô trong bạn đánh đó. Cái khu vực bên trong sẽ là đánh The Undying Mind. Còn cái hướng này hướng đi ra rồi. Có vẻ cốt truyện nó hơi ngược lại tí, nhưng mà là có thể là mình đi cái kia mà nó ngược lại với cái này. Nhưng mà để coi The Black Garden rốt cuộc nó nằm ở đâu. Wow, wow, cái chỗ này chúng ta nó cho chúng ta spawn rồi, thoải mái. Có nhiều chỗ mà bạn sẽ không ngờ là mình chết. Và thật sự là mình sẽ chết. Có thể là vậy. Có nhiều lúc mà mình đi mà bước chân mình chật chân cái mình té cũng chết nữa. Quế về, quế level mát luôn. Nhưng mà riết cũng quen rồi. Này game bắn súng mà. Với lại nếu mà quay xong cái phần cốt truyện này á, tất cả luôn nha, thì mình sẽ chuyển sang mình quay multi của nó khá là hay. Và có thể mình sẽ stream multi của nó. Đánh rất là ngầu, đánh đã hơn cả multi, nó đánh còn đã hơn cả con multi nữa thì. Nhưng mà mấy năm nay là mình lại không có thời gian đi chơi mấy trò này. Còn hiện tại mình lại chơi con multi nữa. Riết mà trò nó cứ lặp đi lặp lại hoài luôn. Nhưng là quế, nhưng mà cái vụ mà Infinite Warfare mình đau beta về chơi thử cũng tính quay rồi, nhưng mà tìm server hoài không thấy quế quá, không chơi được gì hết, buồn quá không quay luôn. Với lại nhìn game nó cũng chán quá thôi, thì cũng hên là mình cũng không chơi. Trong cái rủi có cái may ha. Có thể nói là vậy, nhưng mà game nó vốn dĩ nó làm cũng dở quá. Năm nay giống như một cái sự lặp lại hoàn toàn, nhưng mà có thể nói là phần cốt truyện có thể hay hơn bình thường, nhưng mà làm như thế mình cũng hơi nản. Cluster scan. Sống ra mà cái minimap nó hiện tùm lum lái vậy. Một phía bắn thôi. Bắn như vậy em sao mà đỡ cho kịp được. Đông thiệt chứ. Ủa nó bắn rác quá vậy. Rác quá. Hồi máu rồi đó. Chúng ta phải scan mấy cái cục cluster này thì chúng ta mới tiếp tục được. Bỏ cái này vô đây đi. Cho nó scan cái đã, rồi chúng ta bắn tiếp. Một cục rồi, còn cục nữa. Tú đằng kia. Tôi chạy lên quốc tụi nó luôn. Let's hit the other one. It's working. A spire is forming. Cái này nó hơn nhau số lượng ha. Ê, nó chọi gì cũng hụt nữa trời. Wow, dính chế. Ôi, cái cục kia mình đặt nãy giờ nó mới nổ chết con kia luôn. Ôi, shotgun mà phạm vi gần nó bắn cũng kinh thiệt chứ. Cây này của mình tới 390 lần á mà nó lại cứ sao á, tùy lúc lắm. Không phải lúc nào, kêu phạm vi gần giữa tầm trung một tí là nó bắn không ổn liền. Hey, nhưng mà kệ, không sao. It's all starting to make sense. Let's see if it work. Để coi nó như thế nào. Công nhận mấy chỗ này nó cho đạn nhiều chứ. Gì đây? Sao nó đông vậy? Vâng, và chọn một phát nó chết đúng một đứa là sao? Activate the conflux. Mình không hiểu cái conflux là cái gì mà.
Chứ làm theo lời nó là ok rồi. Vô em, giải quyết cái đống này cho anh. Rồi anh sẽ giải quyết boss ngay tại đây, ngay tại khu vườn đen tối này, the Black Garden. All we need is permission to enter as a gay lord. À, chúng ta phải muốn đi vô trong là chúng ta phải xin phép. Giống như là một cái gay lord thì chúng ta mới xin phép vô được. Cái gì đây? Hết hồn. Oh, mất luôn rồi. Làm cái gì? The fuck? Rốt cuộc cho vô không? Điển, điển thật, điển. Điển lắm luôn. The heart of the Black Garden. Con trái tim của The Black Garden. Cross the three holes. Oh. Kill a god. Don't think I have a choice. Okay, và chúng ta đang rất là nguy hiểm đây. Và chúng ta phải đối mặt với một vị thần vô thiên vô trên chừa god. Mặc dù giờ chúng ta đâu còn cái ngoài sự lựa chọn nào khác, phải giết nó thôi chứ sao giờ. Chứ không là nó sẽ đánh hội the Traveler. Mà nãy mình lúc mình coi cái cutscene mà mình thấy nguyên đám này nó đổi sang từ bên em bình thường mà chuyển sang cái mắt màu đỏ. Là mình nhớ cái bộ phim mà iRobot có đóng, có Will Smith đóng. Cũng khá là hay, phim nó lâu lắm rồi. Mà nhìn khá là giống. Có mấy con robot này nọ kiểu xong rồi bị người khác thay đổi mục đích thì đó, rồi cuối cùng là lầm lỗi luôn. Giờ phải giết từng con vậy luôn hả? Xong boss ra đi. À, boss nó đợi mình giết hết rồi mới ra ta. Boss đâu? Ồ, đỉnh lắm, hay lắm. Rồi, có vẻ gần xong rồi đó. Dọn dẹp xong cái đống này là có thể làm boss ra. Nhưng chúng ta cần đạn. Giờ mới nói luôn. Giờ cái cục này giống một cái bao tử vậy ha. Nó giống như một cái bao tử mà đang nhồi nhấu thịt cơm cá vậy trong đây. The fuck? The heart is bringing that statue to life. Chết mẹ rồi. Nó còn đem cái đống tượng này thành sự sống nữa. Nãy giờ cũng như mấy cái tượng tụi nó quay lại, tụi nó nhìn và tụi nó mắt nó đỏ lên. Bây giờ nó đem... Oh shit man. Ôi, kinh dị vậy? Kinh dị Mỹ. Từ từ, để ta nạp đạn cái đã. Muốn quánh thì quánh tay đôi đi ba. Bắn hết 6 viên là nó chết liền luôn vậy. Đâu có đứa con nào spawn nữa đâu. Chắc mình nghĩ là còn con bên này nữa. Rồi nó đi lụm đạn kìa. The heart is dying, keep fighting them. Tất nhiên rồi. Cho tao cái đạn tím coi, đạn heavy coi. Thế nào chứ không mình bắn kia hơi phê. Chúng ta cần phải có một cái loại đạn nào đó mà nó xi nhê với đám này. Nó hồi luôn cả cái bức tượng thứ hai rồi. Bức tượng đầu thì bắn có thể vẻ dễ thiệt, nhưng mà giờ thì chúng ta hết đạn rồi. Ra thì ra luôn đi. Imminent mine. Hai cái mine khác nhau ha. Chắc mình để dành super charge cho boss cuối thì mình còn nghĩ là chắc còn một con nữa.
Sorry, có bên đây nữa đây. Nó còn hồ nguyên đám này ra, nó chỉ sợ hết đạn thôi. Oh man, chữ phát bay sạch cái máu luôn bay. Không thể chết được. Nếu mà chết là phải làm lại từ đầu hết luôn. Thậm chí đánh con boss kia nữa. Cho nên rất là dài dòng, tránh phải chết trong những trường hợp như thế này. Mà nó trâu quá mà đạn là không có đâu chứ. Còn con nữa rồi. Ủa, mình nhìn cái minimap mình tưởng nhiều con lắm mà sao có một mình này. Mà con này máu cũng không có trâu lắm. Đấy, 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 dưỡng. Mày nhây lắm, mày nhây lắm, mỗi lần bắn cái nó lại như vậy. Hay lắm. Thế thì mình nên đổi cái sọt dân sang một cái cây nào khác có khả năng bắn con này từ xa. Thì cây sọt dân nó sẽ hiệu quả hơn. Nó cây sọt dân xuống phụ nó sẽ hiệu quả hơn, xuống ngắm đi. Wow 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 wow. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Cho đạn đi bé. Oh no 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 no. Oh, cái này đến cho mình mà còn chật vật nữa, nó chỉ là mấy mấy con bình thường đánh hơi bị căng luôn á. Súng mình đang đam cao đánh hai con boss rồi mà còn phải hình như còn boss cuối nữa hay gì, mình nghĩ là gì. Không phải bạn đam luôn. Đỉnh thiệt. Ui, ghê thiệt. Ui, phi phát chính luôn. Có đạn đây, có đạn đây, đúng rồi. Đã có đạn. Ồ, mày chết với anh mày. Ui, bắn gì mà không chết trời. Không trúng luôn, đâu vậy. Hồi máu rồi đó. Ôi, nó né luôn. Hay thật. Bắn con này có vẻ mệt. Nó hồi sinh hoài luôn, hồi quen đóng kia hoài luôn. Rồi, xong. Nice. Còn con nào nữa không? Boss đâu, boss đâu, boss cuối đâu. Bốt cuối đâu, ra đây đi, nãy giờ chỉ là hai bức tượng thôi gì. Tao còn chờ mày nữa nè. Ra đi em. Kill the soul progeny. Còn cái cuối nữa nè. Có 4 viên rồi. Chắc xử lý cũng nhanh thôi. Cùng lắm thì bật Supercharge lên cũng có luôn. Ờ, chứ anh ngán quánh kiểu này lắm rồi. Mười ngàn đam không ha. Với cây này nó đánh nó có đam lan tỏa nữa. Rồi xong. Đã xong thêm một bé. Mode offline cộng thêm 3 cái nữa. Rồi, boss cuối ra đi. Super boss. Yes baby. Come on. Bố mày đang đợi mày đây. The fuck. Ôi nó đổi màu luôn rồi. We are back on Mars. The show throw of darkness. A light return to the traveler. The speaker is calling us home. Ủa vậy xong rồi hả? Chúng ta còn chưa kịp đánh chúng ta còn chưa kịp xài Supercharge nữa. Mình còn tưởng là ủa vậy hết rồi hả? Ồ, nhanh, nhanh vậy. Biết thế nãy xài luôn cái Supercharge rồi. Không sao, súng này cũng ngon rồi. Ok, và chúng ta đã hết tất cả nhiệm vụ của Destiny. Bản gốc nha, cái này bản gốc ha. Chưa bao gồm DLC cái kiểu nha. Chúng ta đã xong hết các nhiệm vụ của Destiny. Hoàn thành xong cốt truyện, chúng ta đã giết hết rồi. Và quả cầu đã chết và mọi thứ đã trở lại với bình thường với The Traveler. Và họ đang gọi chúng ta trở về nhà.
For centuries, we feared the forces of darkness massing against us. We sought to hide and cower beneath a broken god. No more. These guardians show us what we are, what we have always been, and what we will be again. We are what remains of the light, and we will not be stamped out. It's a day for pretty speeches and medals. But we know the real fight takes place out there. Take this. There's so much more, Guardian. I've seen terrible things born out in the darkness. Every moment brings them closer. All ends are beginnings. Our fight is far from over. Ok, và chúng ta đã xong hết cái nhiệm vụ của... gì đây? Có cái nút gì đây? Destiny Credit. Play Cinematic Credit. Có cái này nữa hả? Là chúng ta đã hết cái... nhiệm vụ chính của cái Destiny phiên bản bình thường rồi. Và... đây là một tựa game khá là hay, nhưng mà cái cốt truyện cũng khá là ngắn. Không ngắn so với level cao như mình để đánh thôi. Còn chứ mà ở level thấp mà các bạn làm những nhiệm vụ kia nó cũng khá là lâu và cũng ngốn rất là nhiều thời gian đó. Và chúng ta vẫn còn cái tập tiếp theo, mặc dù mới khoảng tập 2, tập 3 thôi. Và chúng ta vẫn còn rất là nhiều DLC nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ có DLC The Dark Below. Xong sẽ tới House of Wolves, ngôi nhà của chó sói. Xong thì chúng ta tới The Taken King và cuối cùng là Rise of Iron. Rise of Iron mình đã làm hết luôn rồi. Nói chung là những cái đống đó mình đã chuẩn bị hết để có thể quay cho các bạn coi Rise of Iron rồi cái kiểu này nọ. Và chúng ta sẽ hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Destiny. Cốt truyện còn nhiều lắm, chưa hết bây giờ đâu, chúng chỉ mới là ending story bình thường thôi nhé. Và hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Destiny. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right.